cha và con và thánh thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trong đêm hồng phúc này, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn. Tạ ơn vì hồng ân ngôi hai xuống thế làm người, để cho con người được làm con Thiên Chúa. Và trong thánh lễ tối nay, tôi trong tư cách là cha sở của họ đạo Tân Định, cùng với các cha để cầu nguyện cho anh chị em giáo dân trong họ đạo. Hôm nay là lễ trọng, lễ họ, lễ cầu cho giáo dân. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các thành phần dân Chúa trong năm hiệp hành này. Chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, Thánh cả Giuse cùng các thánh. Xin ơn bình an, ơn chữa lành cầu cho linh hồn Teresa Maria nhân dịp lễ dỗ, cùng các linh hồn đang an nghỉ nơi nhà chờ phục sinh, các linh hồn theo ý người xin, cùng với tâm tình tạ ơn Chúa, xin ơn thánh hóa công ăn việc làm và ơn như ý. Giờ đây để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta cùng thành tâm sám hối. Tôi thu dâng cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi ngày. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con.
ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một Chúa là nguồn ánh sáng thật đến soi chiếu trần gian, làm cho đêm cực thanh này bừng lên rừng rỡ. Xin cho chúng con ngày nay ở dưới thế được màu nhiệm Giáng sinh soi dẫn, mai sau cũng được cùng con một Chúa vui hưởng phúc trên trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban cho họ chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp, ngài đều bẻ gãy như trong ngày chiến thắng quân Madian. Vì mọi giày lính nện xuống rần rần, và mọi áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu làm mồi cho lửa. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là Cố vấn kỳ diệu, Thần linh dũng mạnh, Người cha muôn thuở, Thủ lãnh hòa bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh. Từ nay cho đến mãi muôn đời, vì yêu thương nồng nhiệt, Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó. Đó là lời Chúa. Các cây rừng hãy hát sướng cùng nương đời.
phán cũng phán quyết người chính ngài. Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi ông Tito. Anh thân mến, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của người, một dân hăng say làm việc thiện. Đó là lời thời ấy, hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirinio làm tổng chấn xứ Syri. Ai nấy đều trở về thành của mình mà kê khai tên tuổi. Bởi thế ông Giuse cũng từ thành Nazareth miền Galilê lên thành vua David gọi là Bethlehem miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình và dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với bà Maria là người đã thành hôn với ông. Lúc ấy bà đang có thai. Rồi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tà bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng có sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh,
khiến họ sợ hãi, kinh hoàng. Nhưng sứ thần bảo họ: anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh em một tin mừng trong đại, cũng là niềm vui cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tả nằm trong máng cỏ. Bỗng có đao binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Đó là lời Kính thưa cộng đoàn, nào ta cùng đi Bethlehem, như là câu chủ đề của hang đá máng cỏ năm nay. Chúng ta cũng có thể hình dung được cảnh Bethlehem hiệp hành trong năm hiệp hành của toàn thể giáo hội. Nào ta cùng đi Bethlehem, các mục đồng chăn chiên ở đồng quê Bethlehem ngay sau khi nghe sứ thần loan báo tin mừng trong đài là đấng cứu thế đã ra đời, họ đã bảo nhau: nào ta sang Bethlehem để xem sự việc đó sẽ xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết. Những người dân quê đơn sơ chất phác ấy đã nhận ra đấy là một sự kiện trong đại khác thường, đến nỗi họ khẳng định là Chúa đã tỏ ra cho họ. Vì thế mà họ lên đường mừng lễ Giáng sinh năm nay. Các Kitô hữu chúng ta cũng hãy đến Bethlehem, hãy cùng đi trên một con đường hiệp hành, chính là cùng đi trên một con đường, đi trên con đường ấy để dựng tới hang đá Bethlehem, để cảm nhận niềm vui và nhất là để tôn vinh Thiên Chúa vì yêu thương đã làm người để cứu độ chúng ta. Điều con người không dám mơ thì Thiên Chúa dám làm. Con người không dám mơ nhưng Thiên Chúa dám làm, vì tình yêu làm được mọi sự. Tìm yêu làm được mọi sự, Thiên Chúa đã làm vượt quá những gì Ngài đã hứa. Ngài không chỉ ban con một hay một ngôn sứ như Môsê, mà Ngài còn ban chính con yêu dấu là ngôi lời Thiên Chúa đã trở nên người phàm, đã sống trên trái đất và đảm nhận toàn phần con người như chúng ta, là người dám tin vào mầu nhiệm lạ lùng ấy. Anh chị em cũng như tôi đêm nay, chúng ta tin vào điều kỳ diệu lạ lùng ấy nơi hài nhi Giê-xu. Nơi hài nhi Giê-xu chúng ta gặp gỡ một Thiên Chúa chẳng những nghe được mà còn thấy được, không chỉ thấy được mà còn chạm được, một Thiên Chúa hữu hình, gần gũi, yếu đuối và mộc manh. Thiên Chúa ấy được cô mang trong lòng một phụ nữ được sinh ra biết khóc, biết cười, sống nhờ sữa mẹ, ấm áp nhờ được vấn tã. Thiên Chúa ấy phải vâng theo lệnh của hoàng đế Roma nên chào đời xa nhà, thiếu thốn đủ điều, chỗ nằm là máng cỏ của các súc vật. Thiên Chúa nơi hài nhi Giê-xu không làm ai sợ hãi,
không thấy quyền lực uy nghi, chỉ thấy tình yêu dịu dàng. Thiên Chúa thu hút con người đến với mình bằng một tình yêu dịu dàng, bằng một sự buông bỏ thẳm sâu. Anh chị em nhìn chú hài đồng trong hang đá mến cỏ, anh chị em thấy hai tay của chú hài đồng thế nào? Hai tay của hài nhi dang ra để đón nhận cả nhân loại. Và mầu nhiệm nhập thể là điều kỳ diệu nhất trong những điều kỳ diệu mà chỉ có Thiên Chúa mới làm được, vì tình thương đối với nhân loại. Đức Thánh Cha Benedicto đã viết trong thông điệp Spe Sanvi như sau: chỉ mình Thiên Chúa mới có thể làm điều ấy. Chỉ mình Thiên Chúa đã tự ý đi vào lịch sử khi làm người và chịu đau khổ trong lịch sử. Và chúng ta biết rằng vì Thiên Chúa ấy hiện hữu, và vì thế chúng ta biết rằng quyền năng xóa bỏ tôi trần gian đang hiện diện trong thế giới. Đúng thế thưa anh chị em, mô hình hang đá Giáng sinh diễn tả một khung cảnh an hòa thân thiện. Nơi đây, trời đất và con người kết hợp hài hòa với nhau. Nơi Bethlehem hoang vắng năm xưa, cách xa đô thị ồn ào náo nhiệt, thì con Thiên Chúa đã âm thầm ngự đến, hóa thân nơi một hài nhi bên cạnh những súc vật để gần gũi. Người ta có thể thấy ở đây sự hài hòa của vườn địa đàng mà anh chị em vừa xem trong hoạt cảnh. Sự hài hòa của vườn địa đàng đã bị đánh mất từ khởi đầu của lịch sử khi có người phạm tội và chúng ta đến Bethlehem. Chúng ta đến Bethlehem năm nay để làm gì? Chúng ta đến Bethlehem để tuyên xưng hài nhi vừa là Chúa vừa là người. Người đã mặc lấy xác phàm vì yêu thương chúng ta. Ngày hôm nay, Đấng Cứu Độ trần gian vẫn đang hiện diện trong cuộc sống này một cách huyền nhiệm. Người vẫn đang âm thầm đến gõ cửa tâm hồn con người để mời gọi sống trong niềm vui, thánh thiện và an bình. Lễ Giáng sinh chỉ có ý nghĩa khi chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và mở rộng lòng đón nhận Chúa. Chúa Giêsu đã không chọn nơi cung điện để Ngài xuống thế, mà Chúa Giêsu lại chọn một hôn hang đá dành cho chiên bò chú đêm. Những người được vinh hạnh đón Chúa đầu tiên không phải là những nhà học giả uyên bác, mà là những người đơn sơ, khiêm tốn với lòng rộng mở. Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria, một cặp vợ chồng nghèo về vật chất nhưng lại vô cùng phong phú về lòng mến Chúa. Họ là những mục đồng chất phác suốt đời quen với việc chăn chiên và canh tác, những tâm hồn rất nhạy cảm và sẵn sàng để đón nhận sứ điệp Giáng sinh nơi các thiên thần loan báo. Khi mừng đại lễ Giáng sinh năm nay, chúng ta cũng cần có tâm hồn đơn sơ như Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Giuse và các mục đồng. Cuộc sống hiện đại hôm nay làm cho chúng ta có quá nhiều mải mê bận rộn với những lo toan vật chất và tiện nghi. Vì vậy mà người ta càng khô khan về tình cảm và xa cách nhau, dù có thể đang sống trong một mái nhà. Thưa anh chị em, nào ta cùng đi Bethlehem, và các mục đồng đã nói với nhau như thế, và họ
đã mau mắn lên đường. Họ đã đến nơi, đã chiêm ngưỡng và thờ lạy Thánh Giêsu. Họ đã nhiệt tình kể lại cho mọi người nghe về cuộc hiện ra lạ lùng của sứ thần. Và chúng ta cũng noi gương các mục đồng năm xưa tại Bethlehem để trong năm hiệp hành này của Hội Thánh, chúng ta cùng đi đến nhà thờ để chiêm ngưỡng thờ lạy Chúa và hãy kể lại câu chuyện về cuộc đời Hài Nhi Giêsu cho người khác nghe. Cách đây không lâu, khi đến một giáo khu để trao mình Thánh Chúa, tôi được nghe anh chị em kể lại rằng nhà thờ Tân Định lúc bấy giờ cũng làm hang đá, và có một gia đình ấy không có đào đến nhà thờ để cầu nguyện, dẫn theo một đứa bé không nói được. Và người mẹ đã cầu nguyện cho đứa bé tại hang đá máng cỏ, và không thể ngờ được đứa bé đã nói và kêu lên tiếng mẹ ơi. Và người giúp việc của gia đình ấy hiện đang còn cư ngụ trong xứ đạo chúng ta và kể lại câu chuyện ấy cho hàng xóm nghe. Và cái câu chuyện nơi hang đá máng cỏ Bethlehem thời xưa sẽ được tái hiện lại nơi chúng ta ngày nay. Nếu như mà chúng ta không chỉ trình bày hang đá, rồi mọi người đến đây check in, rồi chụp hình, rồi selfie, rồi gửi cho nhau nghe, nhưng mà phải lồng vào ấy một câu chuyện, câu chuyện về tình yêu, câu chuyện về ngôi hai Thiên Chúa giáng trần, câu chuyện về Chúa thương tôi, câu chuyện Chúa thương bạn, và chúng ta nói cho người khác nghe về một Thiên Chúa rất gần gũi và thân yêu vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, người đã sống cho bạn, cho tôi, người đã chết vì bạn, vì tôi, và người đang mời gọi bạn và tôi chúng ta sống với luật yêu thương. Và thưa anh chị em, để có thể lên đường đi Bethlehem, những người tin Chúa như chúng ta cần dứt khoát đoạn tuyệt với quá khứ của mình còn nhiều lỗi lầm. Quả thật, lý tưởng của người Kitô hữu hôm nay là mỗi ngày nên hoàn thiện hơn trong cách sống, nhờ được nuôi dưỡng bởi lời Chúa và Thánh Thể. Cùng đi Bethlehem là gì nếu không phải là cùng nhau đến tham dự bàn tiệc thánh? Bethlehem còn có nghĩa là nhà bánh. Nơi đây bánh thánh thể là chính ngôi lời Thiên Chúa sẽ trao tặng cho chúng ta. Cùng đi Bethlehem là mỗi người giúp tịch chúng ta lớn lên trong ơn sủng, trưởng thành trong đức tin và hy vọng đạt tới tầm vóc viên mãn như Chúa muốn. Mỗi ngày thưa anh chị em, mỗi ngày là một cuộc lên đường, mỗi ngày là một cuộc lên đường đi Bethlehem, mỗi phút giây là một cơ hội. Người khôn ngoan biết nắm cơ hội để nên thánh, kể cả trong những lúc bi đát hoặc thất bại trong đời. Có người đã lên đường nhưng không đến nơi là vì họ bị cám dỗ dừng lại trước những mệt mỏi chán chường, hoặc bị choáng ngợp bởi những lôi cuốn của thú, của danh, của lợi, và làm cho họ lạc hướng. Mỗi năm một lần chúng ta cử hành lễ Giáng sinh, sứ điệp của đại lễ Giáng sinh không chấm dứt khi mô hình hang đá và đèn sao trang trí được tháo dỡ. Trái lại, lễ Giáng sinh phải để lại dấu ấn nơi đời sống người tín hữu chúng ta, giúp chúng ta thay đổi cách nhìn, cách suy tư và nhất là cách sống.
Bởi lẽ Chúa Giêsu đã làm người để cho chúng ta được làm con Thiên Chúa. Đời sống của chúng ta phải phản ánh sự tốt lành của Đấng tối cao. Như các mục đồng, chúng ta cũng được mời đến Bethlehem. Dấu hiệu được nhận ra Chúa đang đến hôm nay vẫn rất đơn sơ và làm cho chúng ta ngỡ ngàng. Thiên Chúa đến dưới dạng những người nghèo khổ, không cơm ăn áo mặc, không có chỗ để nằm. Những trẻ sơ sinh bị phá thai mỗi ngày trên thế giới, những gia đình tan nát vì chiến tranh, cách đặc biệt là chiến sự đang diễn ra tại Ukraine chẳng hạn. Hãy vội vã đi Bethlehem với tất cả lòng tin đơn sơ vui sướng vì được gặp được dấu chỉ như lời sứ thần loan báo. Hãy làm một điều gì đó cho Chúa Giêsu hôm nay. Cùng đi Bethlehem. Nào chúng ta cùng đi Bethlehem để thờ lạy Thầy Nhi và lan tỏa hơi ấm của tình yêu Giáng sinh cho anh chị em. Lạy Chúa Giêsu Hài Nhi, Chúa đến đem bình an cho nhân loại. Nhưng những gì đang diễn ra trên thế giới cho thấy rằng chúng con thích xung đột và chiến tranh. Chúa đến để bày tỏ tình thương của Chúa Cha, nhưng chúng con thích chiếm đoạt hơn chia sẻ, thích chinh phục hơn trao hiến. Bởi đó mà thế giới chúng con đang sống còn mang nhiều vết thương. Xin cho chúng con đừng trách Chúa khi Chúa đã đến làm người từ hơn 2000 năm qua. Chúa đã gõ cửa nhưng chúng con đã không mở. Chúa đã đến nhà mình nhưng chẳng ai ra đón. Xin cho chúng con nhận ra Chúa nơi khuôn mặt của kẻ thù và nhận ra kẻ thù cũng là anh em vẫn được yêu thương. Nhờ đó chúng con được bình an của Chúa, bình an cho người thiện tâm. Amen. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính một Thiên Chúa. Thank you.
thân mến, trong đêm cực thánh này, lòng chúng ta tràn ngập niềm vui khi mừng kính mầu nhiệm con Chúa giáng trần để cứu độ nhân loại. Chúng ta nài xin Chúa hài đồng ngự vào tâm hồn chúng ta, đổ đầy cuộc đời chúng ta tình yêu cứu độ của Người. Nay ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, xin cho các Kitô hữu đêm nay biết rộng mở tâm hồn, đón rước ngôi lời ngự đến, để lòng tràn ngập bình an và hân hoan loan báo tin mừng cho mọi người. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Là hoàng tử hòa bình, xin cho ngày càng có nhiều người mở lòng tin nhận Đức Kitô là đấng cứu độ trần gian, để tâm hồn họ tràn ngập chân lý và bình an, mà trở nên những người xây dựng hòa bình cho gia đình và cộng đoàn nhân loại. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Không tìm được chỗ trong hàng quán, xin cho anh chị em di dân và lao động nước ngoài được nhiều người, nhiều tổ chức thiện nguyện nâng đỡ, để họ sớm tìm được việc làm, ổn định cuộc sống, để sống xứng hợp với phẩm giá con người. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Hóa thành nhục thể và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, xin cho chúng ta được đổ đầy thánh thần mỗi khi đón rước mình Thánh Chúa, để lòng sửng sốt trước tình yêu khiêm hạ của Chúa, đấng tiếp tục mầu nhiệm Giáng sinh của Người giữa chúng ta. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi chiêm ngắm mầu nhiệm làm người của con Chúa đêm nay, xin cho tâm hồn chúng con được sửng sốt trước tình yêu lạ lùng của Chúa khi ban tặng chúng con Đức Giêsu Kitô con Chúa, đấng cứu độ, Người hằng sống và hiện trị muôn đời. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thương nhận của lễ chúng con dâng tiến trong đêm Giáng sinh này, và nhờ cuộc trao đổi kỳ diệu trong mầu nhiệm nhập thể, xin cho chúng con được nên giống Đức Giêsu là đấng đã phối hợp nhân tính của chúng con với thần tính của Chúa trong chính bản thân Người. Người hằng sống và hiện trì muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Thì ta ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Ta chính ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thân là chính đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình, thì nhờ Người lôi cuốn mà chúng con yêu mến đấng vô hình. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bề thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Đấng thánh là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:
Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì căn con. Cùng một thế thương ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tiên. Con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đăng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi công phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giáo mục Giuse và Đức Cha Louis chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là các thành viên trong hậu đạo Tân Định chúng con đã ra đi trước chúng con, cùng các linh hồn mà chúng con có ý cầu nguyện trong thánh lễ tối nay là Phêrô, Maria, Tomaso, Micael, Lucia, Teresa, Maria, Anton, Paulo, Marta, Francisco, Xavier, Maria Magdalena, Filomena, Agnes, Vincent, Paulo, Rocco, Filomena, Joan, Martino, Marta và các linh hồn đang an nghỉ nơi nhà chờ phục sinh và các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Chính Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, bàn trăm năm Đức Chính Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa,
là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Dám nguyện rằng lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sống, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dư, xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiêm Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, cộng đoàn chúng con vừa được vui mừng cử hành lễ sinh nhật Đấng Cứu Độ Trần Gian, xin cho chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại làm chứng rằng Người đã đến, hầu mai sau được cùng Người hưởng phúc vinh quang, Người hằng sống và hiện trị muôn đời. Kính mời quý cha và cộng đoàn ngồi. Trong đêm hồng phúc hôm nay, con xin hết lòng cảm ơn hai cha. Thứ nhất là cha Phú ở Na Uy, ngày nghỉ sabbatical 1 năm và ngày về với quê hương Việt Nam khi ngài đi sang Na Uy chỉ có 2 hay 3 tuổi gì đấy, rồi lại trở về Việt Nam và dự thánh lễ hôm nay. Cha cho cộng đoàn biết cảm tưởng của cha một chút, có bao giờ cha dâng lễ như vậy không? Con xin cảm ơn cha xứ. Thật sự là con cũng xa quê hương cũng khá lâu rồi, con qua bên Na Uy lúc con 2 tuổi, cho nên là lần này con về Na Uy, về lại Việt Nam để mà học hỏi nơi quý bà bạn chị em cũng như là các linh mục ở trong xứ. Cảm tưởng của con hôm nay rất là vui, vì lý do là chưa bao giờ con tổ chức được là tham dự một thánh lễ, đồng tế một thánh lễ Giáng sinh ở Việt Nam. Cái thánh lễ này có nghĩa là con có thể nói sáng Giáng sinh đầu tiên mà con tham dự thánh lễ cùng với lại đại sứ với lại quý cụ đoàn ở đây, cũng là một hồng ân sủng mà Chúa ban cho con. Con cảm ơn trước tiên là cảm ơn đại sứ và cảm ơn quý bà bạn chị em luôn luôn cầu nguyện cho các linh mục. Hôm nay ở Oslo, Na Uy tuyết lắm, chắc không có lễ được, người ta không đi được. Tiếp theo là có cha Lộc dòng Thánh Tâm, mà viết tắt dòng Thánh Tâm là anh chị em cứ thấy vàng vàng SGC, mình đổi là SCG, thì nó ra là cái dòng của cha là dòng Thánh Tâm. Ngài phụ trách về ơn gọi và hôm nay cha cũng đến để đồng tế thánh lễ này. Cảm ơn cha, chúng ta cùng cho ngài một tràng pháo tay. Yeah. Tư đến là tôi một lần nữa để gửi lòng cảm ơn một cách tổng quát đến tất cả mọi thành phần dân Chúa đã bằng nhiều cách khác nhau để công tác cho những ngày tĩnh tâm và cho thánh lễ đêm nay được diễn ra tốt đẹp. Và anh em trong đội ánh sáng và màn hình Bảo Long và Ngọc Long, hai công ty đã tận tình giúp đỡ giáo xứ. Ca đoàn đã tập luyện nhiều ngày và hôm nay chúng ta đã hát theo tôi đó nha, theo cái cảm nghiệm của tôi đó nha, là hôm nay anh chị em đã hát rất tốt và với dàn âm thanh của Bảo Long và Ngọc Long đã giúp cho tiếng hát của cộng đoàn cầu nguyện. Chúng ta cùng cho một chàng pha ca đoàn một chàng ở đây thật lớn ạ. À. Sau thánh lễ đó thì tôi như mọi năm tôi có một cái phần, anh chị em nhìn phía bên tay phải đó là có 6 cái phần quà của đảng ủy, ủy hội đồng nhân dân thành phố, rồi của ban dân vận, của mặt trận tổ quốc, của ban tôn giáo, của phường Võ Thị Sáu và của công an quận 3. Chút nữa là sau khi cái hát bài kết lễ thì tôi sẽ nói rằng là ai sẽ nhận được 6 phần quà ấy. Cũng giống như có một năm tôi kể cho anh chị em nghe, sau thánh lễ có người Giáng sinh bồng ra và khoe với tôi, đưa đứa con, cha con của cha nè, ghê quá vậy, cha có làm gì đâu. À, hóa ra đó là năm đó, trước đó đó thì tôi có trao tặng cho các bạn trẻ nào mà hiếm muộn đó là bột của Đức Mẹ Hang Sữa khi đi hành hương ở Thánh Địa về, và có vài anh chị em, xin lỗi, vài chị nữ chứ anh sao có bầu được, vài có chị
nhận được cái ấy xong rồi lại có được một trẻ sơ sinh ra đời. Và đó là niềm vui. Và hôm nay đó thì tôi có người đi hành hương Israel về và tặng cho tôi có 12 gói quà này với một cái lời cầu nguyện bằng tiếng Anh mà tạm dịch như sau: Lạy Thánh Nữ là mẹ Thiên Chúa và là mẹ con, xin lắng nghe lời cầu khẩn mộng hiền của con. Lòng mẹ thấu hiểu nhu cầu và ước vọng của con. Chỉ có mình mẹ trinh khiết được có con chí thánh. Vân vân. Ai có con thì muốn có con thì đến đây. Sau thánh lễ này thì tôi sẽ trao tặng 12 người đầu tiên nha. Tôi chỉ có 12 phần Đức Mẹ Hàng Sữa. Và cái phần quà của chúng ta ngoài ra đó là tôi có nhận được là công ty cà phê Trần Quang có nói với tôi là hôm nay chia sẻ 40 hộp cà phê để cho anh chị em nào chúng ta tham dự thánh lễ một cách ngẫu nhiên. Thế thì tôi cũng sẽ sau lễ chúng ta hát bài kết lễ đi, rồi chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. Cảm ơn anh chị em. Merry Christmas. Chúng ta cùng nhau một tràng pháo tay để mừng Giáng sinh nhau. Giờ đây mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên lãnh nhận phép lành cuối lễ. Chúa cùng anh chị em. Thiên Chúa vô cùng thiện hảo đã nhờ con của Ngài nhập thể mà xua đuổi bóng tối trần gian, và nhờ con của Ngài Giáng sinh vinh hiển mà sáng soi đêm cực thánh này. Xin Ngài xóa tan bóng đen tật xấu nơi anh chị em và chiếu soi tâm anh chị, tâm hồn anh chị em. Nhờ ánh sáng nhân đức, Thiên Chúa đã muốn cho thiên thần loan báo cho các mục đồng niềm vui trọng đại con Ngài Giáng sinh, đem lại ơn cứu độ. Xin Ngài đổ tràn niềm vui vào tâm trí anh chị em và làm cho anh chị em thành những người loan báo tin mừng của Ngài. Thiên Chúa đã dùng việc nhập thể của con Ngài mà nối kết đất với trời. Xin Ngài cho anh chị em được tràn đầy ơn bình an và lòng thương mến của Ngài. Và xin Ngài làm cho anh chị em được dự phần với hội thánh trên trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
chúng ta. Rồi. Vâng. À, bạn giới thiệu bạn tên gì nè? Dạ, con tên là Lê Anh Khoa. Sao hôm nay đi lễ? Dạ, thật sự ra thì con đi với bạn con, nhưng mà tức là con đến tham dự lễ ở Tân Định Chủ Nhật rất là thường xuyên à. Nhưng mà con cũng đang dự định trong tương lai là sẽ đi học đạo cha. À, vâng, dạ, vâng, dạ. Như vậy là phần quà dành cho bạn là của ban tôn giáo thành phố đi. Ừ. Mời ban tôn giáo thành phố tiến lên. À. Đó, đó, chúng ta vừa cho một chào ở đây. Rồi, chúc mừng bạn nhé. Ừ. Mời cha Lộc trao cái lộc này cho bạn. Rồi bây giờ trong khi thời gian chờ đợi, tôi hỏi một chút là, rồi bây giờ mời cha Lộc trao. Dạ. Tháng 2 cha mở lớp giáo lý nha con. Nè. À. Dạ con vừa định hỏi là khi nào có lớp và con xin đăng ký luôn à. Rồi để cha bầu con làm lớp trưởng luôn nha. Rồi xong rồi về nha. Rồi, rồi cảm ơn. Bây giờ đó là tôi đang còn muốn một cái phần quà rất lớn đó là của ban dân vận thành ủy. Tôi hỏi ra là ai trong năm nay mới ly dị giơ tay? Hơi khó. Ai năm nay mới làm đám cưới giơ tay? Ai năm nay mới làm đám cưới giơ tay? Rồi mời bạn lên đây. À. Năm nay nha. Năm nay mà chưa có con nha. À. Ồ, là hai bạn này. Không, anh đứng đây. Ồ, ba này. Ồ, bốn đôi. Ồ, ngạc nhiên chưa? Đôi này tôi có làm đám cưới này. Có không? Thì con làm đám cưới ở đâu? Giáo sư Cầu Rầm mà. Ở Cầu Rầm, Nghệ An hả? Đưa giấy chứng nhận hôn phối cho cha coi. Rồi, đây là làm ở đây đúng không? Dạ, dạ đúng. Nào ta? Dạ, ngày 10 tháng 9 ạ. 10 tháng 9, còn đôi bạn này? Dạ, con đám cưới ngày 10 tháng 12. Không phải, không phải trùng đôi, cha biết mà. Dạ, rồi bạn hãy nhớ đây. Còn con? Dạ, con ở nhà thờ Phú Xuân ạ. Ngày 6 tháng 12 ạ. 6 tháng 12, xin mời bốn cái lẵng hoa đó tiến lên hết. Rồi chúng ta cùng trao cho các bạn. Dạ. Ờ, à, còn hai bạn gái đôi cá đoàn nữa chứ. Dạ, dạ, mời lên đây nha. À, cảm ơn. Như vậy là để coi 1, 2, 3, 4, 5, có mấy đôi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 đôi hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, đầu nhà thờ. Chồng con đang ở đầu nhà thờ. Như vậy suy ra là con đi lễ có một mình đúng không? Thì con đi xuống đi con. Xin lỗi, đi lùi xuống giường làng đi. Rồi, giờ mời tặng cho các bạn này. Mời hai cha đi, mời hai cha lên trao giúp cho các bạn ha. Rồi, chúng ta có một phần quà. Rồi. Xin cho một miếng nhạc chúc mừng. Cảm ơn, mời các bạn về chỗ. Rồi, rồi. Rồi bây giờ của bạn, con tên gì chắc bên này? Bạn tên gì? Không, nhưng mà vợ tên gì? À, Nhật Thư. À, bạn này thích xài hàng Nhật lắm. Vợ là tên là Thư, rất thích xài hàng Nhật. Cho nên bưng một thùng cà phê của Nhật gửi đây cho bạn ngay. À, đó, chúng ta sẽ tặng cho bạn nguyên một thùng cà phê. Chúa cũng một ông bằng vô cùng. Trong cái thùng cà phê có 10 gói. Trong 10 gói ấy mà nhân cho 10 là 100 gói. Con chia cho các bạn giáo lý viên đang ủng hộ con mỗi người một gói. À, thế là sao? Rồi đâu? Thùng cà phê của cha đâu? Nè, 4 thùng đâu?
4 thùng đâu? Dung lại đưa ra dùm cha 4 thùng đâu? Rồi. Rồi bây giờ phần thưởng tiếp theo là sẽ dành cho những ai? Rồi chúng ta cho bạn một chào bắt tay. Dạ, bạn. Đây này, đây xuống dưới. Bây giờ đó là tôi đang có một cái phần thưởng rất là đặc biệt là nhưng mà nó nằm ở trong phòng tôi đó. Đó là một cái voucher của cái gì? An Phước, áo An Phước mình giá là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng. Bây giờ tôi xin dành cho những ai hôm nay có ý định đi tu. Có ý định nha. Con đó là đã đi tu, đang đi tìm hiểu, cho nên có ý định, tức là tự nhiên hôm nay mới có ý định nè. Vì một cái thùng cà phê mà nói tư cha con đi tu lại được nha. Chứ rồi, chút nữa mời bạn ghé mời bạn sẽ là một cái voucher đó cho chúng ta nhé. Rồi, chào. Phần tiếp theo của chúng ta rất là đặc biệt nha. Là ở trong phòng của tôi đó là có người cho tôi, tặng tôi đó một chân cái dịp lễ Giáng sinh này nè. Là một vé đi Vinpearland 2 người dành cho những ai đi tu mà xuất ra. Không có ai hết. Không có ai. 2 người tu xuất đó hả? Ghê vậy? Không, mà là phải 2 người luôn cơ. Rồi, thôi bây giờ khó cái đó, khó quá, bỏ qua đi. Bây giờ thì tôi xin mời là những ai vừa mới bị Covid trong tuần này. Tuần trước, trong tháng này ai bị Covid mà tiến lên. Không có ai hết à. Thôi bây giờ những ai có ngày sinh nhật trong tháng 11 mời tiến lên, mời tiến lên. Mời ai có sinh nhật, ai sinh nhật trong tháng 11 mời tiến lên. Vâng, bây giờ xin mời mọi người mở đưa chứng minh nhân dân, căn cước công dân hay là đưa cái mã QR ra quét coi là coi đúng không. Ủa sao xin nhiều vậy? Dạ. Có người là không đem theo. Vâng, dạ. Ủa sao đông vậy? Cấp cứu. Không sao. Rồi bây giờ tiếp theo nè, mời luôn một lần lên, một lần phát luôn. Ai chết cha chết mẹ? Có luôn hả? Giờ không được. Mời mấy tháng hả? Tại sao chết? Có, còn bị nước trôi. Nước trôi? Ồ, ghê ha. Dạ, này khó ha. Vâng, vậy bây giờ đó là xin phép á. Anh nào hãy đứng đằng sau đó, đa, rọt cái thùng cà phê dùng cha rồi trao cho nhờ anh chủ, hai anh chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng giáo sứ lên trao cho mỗi người một gói cà phê dùng nhé. Dạ, con thế. Dạ vâng, đó, tháng 11, vâng. Ôi, đâu phải bé vô chờ có một cái mà làm sao cho mấy chục người này, đúng không? Dạ rồi. Bây giờ cha còn cái bao chờ đó để cha suy nghĩ coi là cần phải làm cái gì nữa. Thôi bây giờ về đi. Cha đã có vé voucher rồi, cha đã có rồi. Bây giờ cha cần một người đi chơi với cha.
nói chơi thôi, nói chơi không. Thôi thôi, đùa cái đó khó quá, bỏ qua đi, cất đi. Nó còn, ủa đi chơi với cha hả? Còn hôm nay có vui không? Vui không? Ba con tên gì nè? Mẹ tên gì? Bình thường cháu này là con của anh Giang và vợ anh tên Mai. Dạ. Ủa xin lỗi, nói lộn. Đào, 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 Kim Mai cái cây đào. À, anh tên Giang, vợ tên Đào và bé con tên là Khang. Cháu này cũng mới đi Winterland về nè, thiệt. Ông rồi trong giáo xứ hai vợ chồng mày có đi rồi, con đi rồi hả con? Xuống. Có đi rồi. Ủa sao không chịu về đi, thì dưới về bớt dùng ơi. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, chúng ta có quà mời chúng ta đi về. Dạ. Tôi đang còn cái suy nghĩ một cái nữa, còn không? Ở trên nó còn gì không? Hết luôn rồi hả? Có ba người. Vâng. Còn một gói cuối cùng đúng không? Dạ. Bây giờ đổ. Bây giờ ai nói được thì chúng ta sẽ được cái voucher đó nha. Thôi công của con cho con. Đố ở nhà thờ này treo bao nhiêu cái ngôi sao? Ở nhà thờ treo bao nhiêu ngôi sao? Không được đúng không? Khó quá đúng không? Rồi cảm ơn tất cả mọi người. Mời chúng ta đứng lên, chúng ta kết thúc. Xin chào mọi người. Hẹn dịp Giáng sinh năm sau. Chúc mọi người ra về Việt Nam vui vẻ. Dạ. Chào chúc nhạc.